Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 248. Chương 2471, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều 2. Vậy vẫn là xem nhật ký đi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, không có đạo lý nha. Phó Thanh Dương từng tự mình kiểm nghiệm, mảnh vỡ thánh bàn nếu tới gần lẫn nhau, sẽ sinh ra cảm ứng. Chẳng lẽ Hoắc Chính Khôi lão tiên sinh vì khảo nghiệm hậu nhân, cố ý thi triển hai tầng phong ấn cho mảnh vỡ trong trang viên, cho nên mảnh vỡ mới không thể cảm ứng lẫn nhau. Nếu như vậy, để tiểu đậu bỉ tầm bảo cũng không có ý nghĩa, nó xác suất đại khái sẽ trực tiếp bò về phía kho sưu tầm của lão Biren. Mèo Ly Hoa xoay người đi về phía cầu thang, đi theo tôi, bút ký của chủ nhân ở trong phòng ngủ. Mọi người theo mèo Ly Hoa quay về lầu 2, vào căn phòng tràn ngập hơi thở thời đại dân quốc. Mèo Ly Hoa nhảy lên bàn trang điểm sơn đỏ, vỗ mặt bàn, bút ký ở trong ngăn kéo dặm. Trương Nguyên Thanh liền đi tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy một quyển sổ trang bìa màu đen. Quyển sổ nhiều năm không có ai đụng vào, đã đọng một tầng bụi mỏng. Lão Biren chưa từng xem bút ký sao? Trương Nguyên Thanh thổi thổi bụi bên trên. Mèo Ly Hoa thản nhiên nói, tôi không cho xem, hơn nữa lão Biren là lôi pháp sư. Lôi pháp sư tính cách chính trực. Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu cùng thiên hạ quy hỏa chen chúc tới. Anh gà đỏ biết rõ xem chữ giải đố không phải lĩnh vực của mình, lon ton đi phòng đồ cổ. Đừng trộm đồ bên trong. Thiên hạ quy hỏa cảnh cáo, chọc mèo Ly Hoa, mọi người đều không có kết cục tốt. Trong lòng lão tử có tính toán. Anh gà đỏ mất hứng bật lại một câu, thực coi ta là kẻ ngốc có thể tấn thăng thánh giả. Trương Nguyên Thanh mở quyển sổ ra, đọc nhật ký. Ngày 16 tháng 3 năm 1927, cùng học sinh du hành bị bắt, là Hoắc tiên sinh đã cứu mình, nhưng mình sẽ không cảm kích hắn. Bởi vì hắn là tay sai của Liên bang Tự do, đại biểu Tổng thống đi Trung Quốc giúp đỡ Thường Khải Thân. Hoa Quốc muốn tự chủ độc lập, không làm tay sai của bất cứ kẻ nào, bất cứ quốc gia nào. Hoa Quốc cần cách mạng, Thường Khải Thân muốn giết hại quần chúng cách mạng. Là phản đồ cùng tội nhân của cách mạng, đáng tiếc cao thủ bên người hắn quá nhiều, mình không thể tiếp cận, càng đừng nói ám sát. Số lượng thần dạ du quá ít rồi. Ngày 20, học sinh bỏ học, hôm nay không có việc gì, ngồi chơi quán trà, ngẫu nhiên gặp Hoắc tiên sinh, mình hỏi hắn vì sao cứu mình, hắn nói mình cực kỳ giống người vợ đã mất của hắn. Phi, đồ lưu manh không biết xấu hổ, mình đứng dậy rời đi luôn, không quan tâm chút nào. Chỉ có trầm mặc là khinh miệt cao nhất. Ngày 8 tháng 4, Hoắc tiên sinh thật sự là kỳ nam tử. Câu chuyện trên người hắn có thể làm tuyệt đại đa số cô gái trên thế gian trầm mê, mình cũng không ngoại lệ. Một trang trước đồ lưu manh, trang tiếp theo kỳ nam tử. Chẳng lẽ hắn cũng giống người chồng đã mất của cô sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng sức lẩm bẩm, cân nhắc đến lúc đó Lục Nguyệt Sương tuổi. Không lớn, vẫn là học sinh, mà vợ Hoắc Chính Khôi cũng đã lìa trần. Chênh lệch một đống tuổi, cô gái nhỏ bị lão nam nhân nhào nặn cũng là hợp tình hợp lý. Ngày 20 tháng 4, nhiệm vụ đi Hoa Quốc của Hoắc tiên sinh đã kết thúc. Hắn nói cho mình biết, hắn sẽ ở cuối tháng quay về Liên bang Tự do. Hắn mời mình cùng đi quốc gia xinh đẹp đó. Mình không muốn rời khỏi cố thổ, cho dù nó đã tàn phá ở trong chiến hỏa. Nhưng Hoắc tiên sinh nói, đi Liên bang Tự do mới có thể hoàn thành việc học tốt hơn, học tập tri thức cùng tư tưởng tiên tiến hơn. Như thế mới có thể làm một phen sự nghiệp, mới có thể cứu vớt quốc gia. Hơn nữa, cả thế giới tràn ngập chiến hỏa, Liên bang Tự do là tịnh thổ khó có được. Đồng thời, thái độ của Liên bang Tự do có thể ảnh hưởng cục diện thế giới. Nếu mình thật sự muốn cứu vớt tổ quốc, đi Liên bang Tự do là lựa chọn rất tốt. Hắn đã thuyết phục mình muốn mang theo Tiểu Ly. Mèo Ly Hoa không biết khi nào nhảy tới trên lưng Trương Nguyên Thanh, giọng điệu buồn vui đan xen, Tiểu Ly chính là tôi. Tôi chính là lúc ấy theo chủ nhân đến Liên bang Tự do. Sau nữa, chính là một ít hiểu biết cùng cảm ngộ trên tàu. Ngày 7 tháng 5, rốt cuộc đến New York, mình bước lên quốc gia xinh đẹp này, mình được sắp xếp ở trong một tòa trang viên khu Queens. Thì ra Hoắc tiên sinh là đầu mục xã hội đen lớn nhất phố người Hoa, là người giúp đỡ Tổng thống. Hắn luôn luôn tích cực du thuyết, hy vọng chính phủ Liên bang Tự do có thể trợ giúp Hoa Quốc súng pháo, máy bay, trợ giúp Hoa Quốc kháng Nhật. Mình vẫn luôn cho rằng hắn là tay sai làm việc cho chính phủ Liên bang Tự do, là mình hiểu lầm Hoắc tiên sinh. Hắn không hy vọng mình đi theo bên người hắn,
bởi vì Thiên Phạt cùng một số tập đoàn tài phiệt thù ghét Hoa Quốc nào đó coi hắn như kẻ thù, hắn sợ liên lụy mình. Ngày 18 tháng 5, hắn an bài mình vào Đại học New York, học phủ nổi tiếng thế giới, mình muốn vì Tổ quốc quật khởi mà học tập. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2472, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều Ba. Nội dung sau đó là tình hình Lục Nguyệt Sương học tập ở Liên bang Tự Do. Cô ở trong trường học tích cực diễn thuyết, lên án đảo quốc hung ác, nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Đám sô-cô-la trắng ngạo mạn không để ý cảnh ngộ của Hoa Quốc, ánh mắt bọn họ trước sau nhìn chằm chằm đại lục châu Âu. Bọn họ sẽ bởi vì dân tộc lưu lạc gặp tàn sát mà lòng đầy cam phẫn, lại cảm thấy quân đội đảo quốc ở Hoa Quốc tàn sát to lớn chỉ là một bộ phận của chiến tranh. Nhiệt huyết tràn ngập của Lục Nguyệt Sương ở trong hiện thực đả kích dần dần nguội lạnh, nhưng cô chưa từ bỏ, mà là không ngừng liên hợp Hoa Kiều du hành, lên án việc làm ác của quân đội đảo quốc. Âm thầm, cô phải chuẩn bị phó bản linh cảnh mỗi tháng một lần. Hoắc Chính Khôi thông qua mạng lưới quan hệ cả mình, thay cô vơ vét rất nhiều phương án phó bản Mộc Yêu, lại thêm bản thân Lục Nguyệt Sương trí tuệ, thiên tư cực tốt, thăng cấp đâu vào đấy. Mỗi cuối tuần, Hoắc Chính Khôi đều sẽ đến trang viên tìm Lục Nguyệt Sương, hai người thảo luận văn học, chiến sự, tranh luận nên cứu nước như thế nào, có đôi khi sẽ cãi nhau to một trận, tan rã trong không vui. Mỗi lần cãi nhau xong, Hoắc Chính Khôi cuối tuần sau sẽ mang đến hoa tươi cùng quà, mà Lục Nguyệt Sương cũng sẽ làm điểm tâm sở trường, lôi kéo đoán chữ giải câu đố. Mỗi thứ một chút, hết thảy ghi lại ở trong nhật ký. Khắc khẩu kiểu này là Hoắc Chính Khôi đưa ra khống chế Tổng thống cứu quốc kết thúc ở trong mưu tính của Hoắc Chính Khôi. Hắn sẽ nghĩ mọi cách kéo Liên bang Tự Do vào chiến cuộc, thay đổi bố cục thế giới, đi đường vòng cứu nước. Hơn nữa Hoắc Chính Khôi cho rằng đây là thuận theo đại thế, xác suất thành công cực cao. Nhiều năm sau, Tiểu Nam Hải bị đưa đến đảo quốc, chiến tranh thế gian thứ hai kết thúc, Hoa Quốc nội chiến. Làn sóng màu đỏ càn quét thần châu đại địa, giải phóng cả nước, mang đến ánh sáng, thành lập chính quyền mới. Giải thích Tiểu Nam Hải ở đây là quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Hết giải thích, Lục Nguyệt Sương cùng Hoắc Chính Khôi trải qua một đoạn thời gian an ổn, đợi sau khi chính quyền mới củng cố. Hoắc Chính Khôi tích cực tiếp xúc với chính phủ Hoa Quốc, muốn thành lập tổ chức chính phủ thuộc về người Hoa, nhưng lọt vào nhà cầm quyền uyển chuyển từ chối. Lúc đó chính phủ Hoa Quốc cùng không tín nhiệm Hoắc Chính Khôi, tràn ngập cảnh giác đối với hắn. Tuy vị Hoa Kiều này ở trong lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai từng làm ra cống hiến cho Hoa Quốc, nhưng lúc ấy là Thanh Thiên Bạch Nhật cầm quyền. Hoắc Chính Khôi cũng chưa từ bỏ, ở trong bút ký Lục Nguyệt Sương, Hoắc Chính Khôi liên tục 3 lần tới thăm Hoa Quốc, kể rõ lợi hại, hy vọng có thể nhanh chóng thành lập tổ chức chính phủ, mang linh cảnh hành giả càng ngày càng nhiều hợp nhất, quản lý khống chế. Đại khái là sau khi linh cảnh hành giả tăng nhiều tệ đoan xã hội dần dần hiện ra, ở sau 3 lần uyển chuyển từ chối, chính phủ Hoa Quốc chủ động mời Hoắc Chính Khôi tới Hoa Quốc, hỗ trợ xây dựng tổ chức chính phủ. Hoắc Chính Khôi lúc đó là chúa tể cấp 8, phóng mắt cả nước cũng là cường giả xếp trong top 10, dưới trướng binh nhiều tướng mạnh. Hơn nữa có được kinh nghiệm phong phú, lại thêm quan hệ của hắn cùng Liên bang Tự Do Thiên Phạt có thể trấn nhiếp có hiệu quả linh cảnh hành giả trong nước, là nhân tuyển tốt nhất xây dựng tổ chức chính phủ. Nhưng mà, Hoắc Chính Khôi hứng khởi chuẩn bị khi tới Hoa Quốc, nên đón hắn lại là ám sát, suýt nữa chết. Sau đó nữa, chính phủ Liên bang Tự Do triệu hồi Hoắc Chính Khôi, từ chối thừa nhận chính phủ Hoa Quốc, quan hệ hai quốc gia hoàn toàn phá diệt. Hoắc Chính Khôi ảm đạm quay về Liên bang Tự Do, ở năm 1960 chết ở trong phó bản linh cảnh. Sau khi Hoắc Chính Khôi chết, Lục Nguyệt Sương liền cực ít viết bút ký nữa, năm sau, cô cũng trở về linh cảnh. Chuyện cả đời hai vị chúa tể đặt trên giấy, vinh nhục cả đời, chỉ mấy ngàn chữ. Liên quan chuyện Hoắc Chính Khôi gặp ám sát, Lục Nguyệt Sương ở trong bút ký để lại một câu, nghi ngờ Đồng Chu Hội làm. Đồng Chu Hội, Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nói, sao tôi chưa từng nghe nói tổ chức này nha? Hoắc Chính Khôi lúc ấy đã là chúa tể, có thể ám sát chúa tể cấp 8, còn thiếu chút nữa đã thành công, nói rõ bên trong Đồng Chu Hội là có nhiều vị chúa tể. Tổ chức như vậy, hắn lại chưa bao giờ nghe nói. Sau khi Hoa Quốc mới thành lập, linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai cũng chưa từng bùng nổ đại chiến chấn động thế gian.
cũng chỉ 21 năm trước Sở Gia bị diệt môn, đã là xung đột lớn nhất của trận doanh tà ác, hợp pháp. Đồng Chu hội tổ chức lớn như vậy, chung quy không có khả năng bị diệt chứ. Mấy người có từng nghe nói không? Hắn nhìn về phía mấy vị đồng đội, thời gian làm thần dạ du dài nửa năm, có lẽ kiến thức còn khiếm khuyết chút, nhưng các đồng đội này đều là tư cách từng trải phong phú. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2473, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều 4. Đám người Quan Nhã liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói Đồng Chu hội. Vậy thì càng kỳ quái rồi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, khụ khụ. Thiên Hạ Quy Hỏa ho khan một tiếng, chuyện Đồng Chu hội tạm thời gác lại. Chúng ta là tới tìm mảnh vỡ thánh bàn. Hắn nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã không chút do dự nói, Lục tiền bối ở trong bút ký, tiêu phí bút mực miêu tả vật phẩm, hơn nữa trong trang viên có, phân biệt là đồ sứ, hộp nhạc, hoa tulip, huy chương, trầm hương, vỏ quýt. Vì thế mọi người tìm tới đồ sứ, hộp nhạc cùng hoa tulip, huy chương trong phòng đồ cổ, cùng với một hũ vỏ quất hư thối cùng một hũ vụn trầm hương lâu ngày di hương. Quan Nhã lấy ra kiếm đồng xanh, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngưng tụ kiếm khí cắt về phía mép ngoài đồ sứ. Chưa cắt chúng, cô hít sâu một hơi, tập trung tinh thần chém ra kiếm thứ hai, đồ sứ vẫn chưa có phản ứng. Quan Nhã lập tức nói, tôi có thể cam đoan, kiếm khí đã cắt chúng nó. Là cắt chúng rồi, cô xem, cạo cả lớp nước sơn xuống rồi. Tôn Miểu Miểu nói, màu sứ mép đồ sứ toát ra điểm trắng. Là vừa rồi không cẩn thận cọ phải, không phải mỗi kiếm khách đều tên Phó Thanh Dương. Mèo Ly Hoa chưa tỏ thái độ, trầm mặc nhìn. Quan Nhã làm tương tự cắt vài món đồ sứ khác, không có ngoại lệ, đều chưa có phản ứng. Cô tiếp theo dùng phương pháp tương tự thử hộp nhạc, bình chứa vỏ quýt cùng vụn trầm hương, còn có hoa tulip, huy chương, không thu hoạch được gì. Tựa như đều không có. Anh gà đỏ có chút nóng này, suy luận của cô không có tác dụng nha. Quan Nhã, Mèo Ly Hoa tỏ ra, càng gấp hơn, nếu không, lại nghĩ biện pháp chút nữa. Quan Nhã nhíu mày trầm ngâm, cô một lần nữa cầm bút ký lên, nhanh chóng lật xem một lần. Một lát sau, cô lộ ra vẻ mặt khẳng định, tôi biết rồi, Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Kiều. Trong bút ký của Lục tiền bối xuất hiện 4 lần Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Kiều, trong đó một lần là ở sau khi Hoắc tiên sinh trở về linh cảnh. Lúc trẻ tuổi tự mình nói đùa còn có thể hiểu được, nhưng điểm thời gian đó, cô ấy không cần thiết lại nói ra lời tương tự, trừ phi là cố ý lưu lại tin tức. Hai mộc yêu bên ngoài chính là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Anh gà đỏ khó được cơ trí một hồi. Thiên Hạ Quy Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mảnh vỡ không thể hình thành cảm ứng với nhau, thì ra không ở trong nhà. Như vậy, một trận đại chiến không thể tránh được. Mọi người vừa lo lắng vừa vui sướng ở chỗ cuối cùng biết mảnh vỡ ở đâu. Lo lắng là hai mộc yêu bên ngoài quá mức cường đại, là người cây cấp chúa tể Lục Nguyệt Sương bồi dưỡng. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của Hoắc Chính Khôi đối với hậu nhân. Triệu Thành Hoàng liền nói ngay, đánh thức ngài kỵ sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Đợi một chút. Trương Nguyên Thanh gọi lại bọn họ, nhíu mày nói, tôi cảm thấy tựa như không đúng. Không đúng chỗ nào? Triệu Thành Hoàng hỏi. Trương Nguyên Thanh suy tư nói, Lục tiền bối là văn thanh nữ thích đoán chữ giải đố. Mộc yêu trong viện tên Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Cô ấy trực tiếp ở trong bút ký ám chỉ Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Kiều, có phải quá nông cạn, quá đơn giản hay không? Vậy anh có ý kiến gì không? Quan Nhã hỏi ngược lại. Từ mô tả nhân vật mà nói, Nguyên Thủy nói có đạo lý, nhưng tri thức cổ văn có hạn của cô nói cho cô, Nhị Kiều là đối ứng với Đại Kiều Tiểu Kiều. Cứ theo mạch suy nghĩ đoán chữ giải đố để xem. Trương Nguyên Thanh nói, Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Kiều, Nhị Kiều là nhân vật, Đồng Tước chỉ là đài Đồng Tước Tào Tặc kiến tạo, cho nên câu này trọng điểm hẳn là Nhị Kiều cùng đài Đồng Tước. Nếu Nhị Kiều chỉ là hai vị mộc yêu, vậy đài Đồng Tước chỉ cái gì? Tòa trang viên này, anh gà đỏ nói, cái này không phải nói lời thừa sao. Ai cũng biết mảnh vỡ ở trang viên, cái này còn cần giải đố. Trương Nguyên Thanh trợn mắt. Lúc này, hắn nhìn về phía Mèo Ly Hoa nghiêm túc lắng nghe, say sưa, giật mình. Dịch âm của Jojo nữ sĩ chính là Kiều Kiều, Kiều Kiều chính là Nhị Kiều, vậy đài Đồng Tước. Chỉ là ổ mèo của Jojo nữ sĩ,
Mèo Ly Hoa vốn đang say sưa nhưng khi nghe được gã này chỉ đầu mâu về phía ổ mèo của mình, vẻ mặt nhất thời biến thành nghi hoặc. Jojo nữ sĩ, ngài có ổ mèo không? Trương Nguyên Thanh phấn chấn hỏi. Có là có, nhưng không muốn dẫn các người đi. Mèo Ly Hoa ho khan một tiếng, cái đuôi buông xuống đi đến cửa phòng ngủ, đi theo tôi. Mọi người theo nó rời khỏi lầu 2, dọc theo cầu thang đến lầu 3. Mèo Ly Hoa chỉ vào khối ô vuông nào đó trên trần nhà, ổ mèo của tôi. Ở gác xếp, tôi không thích ở cùng Hoắc tiên sinh còn có chủ nhân, quá ồn ào. Tôi càng thích một mình lười biếng phơi nắng hơn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2474, Phụng Mệnh Câu Dẫn 1. Cô vừa rồi sao không dẫn chúng tôi đi lên? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ai có thể ngờ được chủ nhân phong ấn mảnh vỡ ở trên giường của tôi. Mèo Ly Hoa bật nhảy như hổ một cái, cho Trương Nguyên Thanh một cái tát, không cho phép làm hỏng giường của tôi. Mèo Ly Hoa chính là nóng tính. Trương Nguyên Thanh cảm giác mặt bị một chiếc xe tải húc phải, nóng rát đau đớn, hắn quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Nếu mảnh vỡ ở trên giường của Jojo nữ sĩ, vậy không phiền Quan Nhã, tôi có thể lợi dụng cảm ứng giữa mảnh vỡ lấy ra. Khi nói chuyện, mèo Ly Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, húc bật ô vuông đó ra, tiến vào gác xếp. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên, bám mép ô vuông trần nhà, chui vào. Gác xếp cao khoảng 1,5 mét, rất rộng rãi, sàn sạch sẽ, không có bụi rơi, đỉnh đầu là mái nhà hình tam giác, có một cái cửa sổ nho nhỏ. Bên cửa sổ dựng một cái giường ba bu bằng gỗ phục cổ, giường ba bu dài 1 mét, cao nửa mét, cực kỳ bỏ túi, còn giống như thật treo màn, trải đệm mềm mại. Giải thích giường ba bu là giường bát bộ, là kiểu giường có khung ở trên, thường thấy trong các bộ phim về thời cổ của Trung Quốc. Hết giải thích. Nơi này là không gian riêng tư của Jojo. Làm mèo Ly Hoa ý thức lãnh địa rất mạnh, hơn nữa thích cô độc, nó sau khi vừa vào, liền nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh không rời mắt, xong việc nhanh chút, rời khỏi phòng của tôi. Trương Nguyên Thanh cúi người đi vào, tới bên giường ba bu, một lần nữa lấy ra mảnh vỡ. Một lần này, giường ba bu kịch liệt chấn động hẳn lên, mảnh vỡ bên trong sinh ra cảm ứng với mảnh vỡ trong tay hắn. Quả nhiên ở nơi này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, lập tức lấy ra chùy tử lôi, ở trong ánh mắt chợt cảnh giác của Jojo nữ sĩ, lấy gai ba cạnh của phần đuôi tay cầm, hung hăng cắt một nhát ở trên khung giường. Gai ba cạnh có công năng phá giáp, khung giường bằng gỗ nhất thời bị cắt ra một vệt thật sâu, phong ấn chợt vỡ tan, từng chút một hào quang tràn ra, tiếp đó hội tụ, hóa thành một khối đồng hình quạt. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, tìm được rồi. Vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện phía sau sát khí ập tới, quay đầu nhìn lại, Jojo nữ sĩ nhảy lên như hổ vồ, bổ nhào vào trên mặt hắn, đây là giường chủ nhân tự tay làm cho tôi. Mặt cậu làm sao vậy? Anh gà đỏ nhìn bang chủ nhảy xuống, biết rõ còn cố hỏi. Trương Nguyên Thanh sờ sờ vết cào thật sâu, cho hỏa sư một cái lườm, anh nói xem. Hắn sau đó hưng phấn giơ lên khối đồng hình quạt trong tay nói, mảnh vỡ thánh bản tới tay rồi, chúng ta nên rời khỏi rồi. Đám người Quan Nhã lộ vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Mọi người lập tức quay về lầu một đại sảnh, Trương Nguyên Thanh lấy ra quyền trượng sơn thần, để ở trán địch thái, khiến đá quý xanh biếc ở đỉnh quyền trượng tản mát ra hào quang nhu hòa trong suốt. Sau khoảnh khắc, hắn thu hồi quyền trượng, lay tỉnh địch thái. Địch thái có chút mỏi mệt mở mắt, xoay người ngồi dậy, hắn cảm ứng một phen trạng thái thân thể, trừ có chút suy yếu, cũng không quá đáng ngại. Ngài kỵ sĩ thở phào, mấy người thế mà có thể cứu sống tôi, dùng viên thuốc gì, tôi có thể bồi thường. Ở trong mắt hắn, nguyên rủa hoặc độc tố có thể độc sát chúa tể, tất nhiên cần đan dược cùng cấp bậc mới có thể hóa giải. Mà vật phẩm cấp chúa tể, mặc kệ là tài liệu đạo cụ hay viên thuốc, đều giá trị cao vút. Được, quay về gửi 10 tỷ đồng liên bang đến tài khoản của tôi là được. Trương Nguyên Thanh nói. Địch thái mặt không biểu cảm nói, tôi thu hồi câu nói vừa rồi. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, vậy đừng giả khách sáo, đã là đồng bạn, giúp đỡ lẫn nhau là theo lý thường phải làm. Ít nhất ở trước khi rời khỏi Mê Cung Ban, bọn họ là chiến hữu sống chết có nhau. Địch thái khẽ gật đầu, chống đầu gối đứng dậy, vừa xoa trán vừa hít vào khí lạnh, nên tìm mảnh vỡ thánh bản. Á,
Tôi vừa rồi mơ có người đánh tôi, tỉnh lại cái trán quả thật có chút đau. Anh gà đỏ làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh. Trương Nguyên Thanh lấy ra mảnh vỡ thánh bàn, vứt cho Địch Thái, tìm được rồi, dựa theo ước định, mảnh vỡ này thuộc về anh bảo quản. Địch Thái theo bản năng tiếp nhận, cả người ngẩn ra ở nơi đó, ánh mắt dại ra nhìn mảnh vỡ trong tay. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi mảnh vỡ thánh bàn, cười ha ha nói, làm không tệ. Hắn sau đó thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn mảnh vỡ, vẻ mặt nhìn không ra buồn vui. Đa tạ. Sau một lúc, Địch Thái thấp giọng nói. Trương Nguyên Thanh thử nói, chúng tôi sẽ cố hết sức từ chỗ tự do minh ước lấy được một mảnh vỡ cuối cùng. Phó trưởng lão đã có kế hoạch chi tiết, cái này sẽ không quá lâu. Chúng ta khi nào mở ra bảo tàng giáo đình? Sẽ không quá lâu. Địch Thái cảm khái nói, muốn từ trong tay tự do minh ước đoạt thức ăn trong miệng cọp cũng không dễ dàng. Phó Thanh Dương không hổ là kẻ cầm quyền trẻ tuổi nhất ngũ hành minh. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com. Chương 2475, Phụng Mệnh Câu Dẫn 2. Hắn thu hồi mảnh vỡ, nghiêm mặt nói, một mảnh vỡ cuối cùng không vội, tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Biết các đời kỵ sĩ vì sao không mở ra bảo tàng giáo đình không? Bởi vì tổ sư ra từng cảnh báo, mở ra bảo tàng giáo đình, ít nhất cần cấp 8. Chỉ có cấp 8 mới có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng bán thần nghề nghiệp kỵ sĩ, nếu không chính là trẻ con cầm vàng đi qua phố xá sầm uất, tìm chết. Mà các đời kỵ sĩ đều rất đoàn mệnh, đến nay chưa có ai lên tới cấp 8, cho dù là tôi xuất chúng trong người thừa kế kỵ sĩ, trước mắt cũng chỉ là cấp 7. Thầy Cú Mang nhíu mày, Địch Thái bổ sung nói, đương nhiên, tôi đã cấp 7 hậu kỳ, cần qua một phó bản nữa, liền có thể lên tới cấp 8. Nhưng phó bản chúa tể chu kỳ rất dài, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi đã 7 tháng chưa ghép vào phó bản rồi, mà chúa tể cấp 7, trong một năm ít nhất sẽ vào linh cảnh một lần. Cũng chính là nói, trong 3 tháng, tôi nhất định vào phó bản, mà nếu vận khí tốt, 1-2 tháng là đủ rồi. Bây giờ là tháng 11, một tháng rưỡi nữa mình liền vào phó bản giết chóc. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, thời gian chưa muộn. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía mèo Ly Hoa, nói, Jojo nữ sĩ, cô kế tiếp có tính toán gì không? Con mèo này ở một thế kỷ trước vượt khơi xa, tới dị quốc tha hương, sau khi Lục Nguyệt Sương cùng Hoắc Chính Khôi chết, nó liền trông trang viên của chủ nhân. Ngày qua ngày, vượt qua mấy chục năm thời gian cô độc tịch mịch, nay mảnh vỡ thánh bàn đã trả lại người thừa kế kỵ sĩ giáo đình, sứ mệnh của nó cũng đã hoàn thành. Trong mắt mèo Ly Hoa hiện lên một vệt mờ mịt, tôi cũng không biết, thế giới bên ngoài rất xa lạ, tôi ở nơi này đã đợi một giáp, tôi không biết mình có thể đi đâu. Tôi hẳn là sẽ rời khỏi nơi này, đi ra ngoài sống với lão Biren một đoạn thời gian, nếu không có mục yêu cấp chúa tể tẩm bổ nuôi dưỡng tôi. Tuổi thọ của tôi đại khái còn có thể chống đỡ 20 năm, 20 năm có thể làm rất nhiều chuyện. Tôi sẽ đi bờ biển ăn cá nhỏ phơi khô, bảo lão Biren dẫn tôi ra biển chơi, khi rảnh rỗi tôi có thể đi New York nhìn ngắm chút. 60 năm trôi qua, bên ngoài biến hóa khẳng định rất lớn. Nó càng nói mắt càng sáng, giống như tìm được thú vui sống, bắt đầu khát khao tương lai, vậy là rất tốt. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, hỏi, tôi quen biết rất nhiều mục yêu cấp chúa tể, ngài có hứng thú theo tôi cùng nhau rời khỏi hay không? Mèo Ly Hoa do dự một phen, có chút động tâm, lại không nỡ bỏ nơi này, suy nghĩ một chút, nói, ngày sau lại nói, chờ tôi ở chỗ lão Biren chán rồi, sẽ cân nhắc về nước. Winnie biết liên hệ tôi như thế nào, ngài tìm cô ấy là được. Trương Nguyên Thanh khom người chắp tay, chúng tôi đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Đúng rồi, nội dung hỏi đáp hôm nay, còn xin Jojo tiền bối tuyệt đối đừng tiết lộ. Mèo Ly Hoa không để ý đến hắn, tựa như còn đang tức giận hắn cắt hỏng giường của mình, không vui vẻ hứa hẹn cho hắn. Trương Nguyên Thanh liền nói, Lục Nguyệt Sương cùng Hoắc Chính Khôi hai vị đều là nhân sĩ cao nhã trung can nghĩa đảm, ngài là người nhà bọn họ, nghĩ hẳn cũng là cao phong cao tiết. Mèo Ly Hoa miễn cưỡng gật đầu, Trương Nguyên Thanh liền yên tâm, bước về phía cửa, mở ra cánh cửa gỗ kia. Đợi một chút, mèo Ly Hoa đột nhiên hỏi, các người biết tuyến đường chính xác rời khỏi mê cung không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, chúng tôi là một đường sông tới. Mèo Ly Hoa hầm hừ nói, tuyến đường an toàn là 404, 303, 201, 106. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ,
Ngài Jojo không hổ là nhã sĩ có đức độ. Mèo Ly Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cậu cái người này nói chuyện thật dễ nghe. Ở trong niên đại nó quen thuộc, ngài là một loại tôn xưng rất cất nhắc. Sau khi một lần nữa chắp tay cáo biệt, Địch Thái thân thể còn có chút suy yếu cố gượng dậy tinh thần. Bước vào trong sân, chống kiếm mà đứng, thanh âm trầm thấp, quy tắc nơi này là cấm đoán thực vật có được ý thức của mình. Hào quang màu đồng thau nhộn nhạo từng vòng, pháp lệnh ban bố, quy tắc buông xuống. Địch Thái thu hồi trường kiếm kỵ sĩ, thân thể lung lay sắp đổ, giống như đang thừa nhận cắn trả kịch liệt. Xông ra đi. Đội ngũ chạy như điên xông qua tiền viện, bùn đất vườn hoa hai bên vỡ ra, chui ra những cái rễ cây mềm nhũn vô lực, ý đồ cuốn lấy bọn họ, ngăn trở bọn họ. Đoàn người có kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm rời khỏi phòng số 503, trước tới hành lang, bọn họ theo tuyến đường an toàn Jojo nữ sĩ cho. Theo thứ tự thông qua phòng số 404, 303, 201 cùng 106, cuối cùng đẩy ra cửa vào mê cung, thuận lợi quay về hiện thực. Lúc này, trong biệt thự một mảng tối đen, thời gian là 8 giờ tối, các người hầu hôn mê chưa bật đèn biệt thự. Bọn họ tiến vào mê cung cả một ngày, tinh thần căng thẳng cao độ một ngày. Giờ phút này quay về hiện thực, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập đến. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2476, Phụng Mệnh Câu Dẫn 3. Rời khỏi biệt thự của lão Biren, Trương Nguyên Thành hỏi, ngài kỵ sĩ, anh kế tiếp có tính toán gì không? Khẳng định chạy trốn nha, lão Biren nơi này, tôi là không thể ở lại nữa, lão già kia cũng không phải là ăn chay. Cho dù là hội trưởng công hội thợ săn đến đây, cũng phải xách hai túi rác rưởi rồi mới đi. Tôi sẽ rời khỏi New York một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió, tránh né lão Biren đuổi giết, tránh né trận doanh tà ác truy tung. Mục đích hắn đến New York đã đạt thành, có thể rời khỏi rồi. Trương Nguyên Thanh lặng yên mở ra hòm đồ, lấy ra cái nhẫn dịch dung kia, ném cho Địch Thái, cái này anh cầm, hẳn là hữu dụng. Địch Thái tiếp nhận cái nhẫn, đọc xong tin tức vật phẩm, nhất thời mừng rỡ, thứ này vừa lúc giải khẩn cấp cho hắn. Đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư ở đại khu thứ nhất này vẫn là rất hiếm có, tuy ở trên chợ đen cũng có thể mua được. Nhưng muốn tham dự chợ đen của nghề nghiệp tà ác, bản thân chính là một việc khó. Đây là di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn sau khi trở về linh cảnh để lại cho phó trưởng lão tặng cho tôi. Trương Nguyên Thanh cảnh báo, mà chủ nhân đời trước nữa của nó là ma quân, cho nên anh hiểu đó, nếu đeo nó, tuyệt đối phải nhớ đeo bao tay. Địch Thái nhất thời cảm giác đây là một củ khoai lang phòng tay, tóm lại là thứ tốt, cảm tạ. Hai bên chia tay ở cửa biệt thự, Trương Nguyên Thanh dẫn theo đồng, đội, ngồi cano lúc tới đây rời khỏi hòn đảo nhỏ, lái về phía New York đèn đuốc sáng trưng. Trời tờ mờ sáng, một chiếc xe đưa đón dọc theo con đường rộng rãi của khu biệt thự chạy về phía biệt thự. Lái xe là một ông lão bảnh bao mặc áo cao bồi cùng quần bò. Tóc vuốt ngược chải cẩn thận tỉ mỉ, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt răng kín nếp nhăn vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi đẹp trai oai hùng, thái dương ngả xương không che đi được sức quyến rũ. Phía sau xe đưa đón buộc lều trại, đồ dùng câu cá cùng súng săn, ghế phụ là mặc Winnie áo đơn màu đen quần bò màu trắng. Cô đeo kính râm, khuôn mặt trắng bóc, cằm nhọn, mái tóc màu nâu tung bay ở trong gió. Cửa chính sao lại mở, lão Biren lầu bầu một tiếng, Địch Thái thằng nhóc này đã ra ngoài, Winnie mặt không biểu cảm. Trở lại biệt thự, lão Biren lái xe đưa đón vào sân, đỗ ở bên mặt cỏ, dắt cháu gái mù. Vừa mới tiến vào biệt thự, lão liền thấy người hầu hôn mê bất tỉnh nằm ở trên mặt đất, có kẻ địch. Ánh mắt lão Biren chợt sắc bén, từng quả cầu sét bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lão bước về phía người hầu hôn mê, sờ mạch đập, thăm dò hơi thở, xác định chỉ là hôn mê, lúc này mới thở phào. LLAO Biren nóng tính giơ tay lên, bốp bốp hai cái bạt tai đánh cho người hầu tỉnh lại, làm sao vậy? Người hầu dần dần tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, tôi sao lại ngủ ở đây? Lão Biren trầm ngâm vài giây, khẽ biến sắc, không ổn, là giáo hội vĩnh dạ. Lão lập tức nhìn về phía Winnie, theo ông vào mê cung. Winnie đứng ở cửa, không nhúc nhích, nói, không cần khẩn trương, không phải giáo hội vĩnh dạ, là Địch Thái làm. Địch Thái,
Lão Biren ngẩn ra. Winnie nói, Địch Thái muốn một món di vật của Hoắc Chính Khôi, ông không chịu bán, hắn liền lén lút hợp tác với cháu, giúp cháu đối phó Chan Ninh Lu, cháu cho hắn tuyến đường an toàn mấy tầng đầu của mê cung. Lão Biren bất thình lình gặp cháu gái cùng bạn bè hai tầng phản bội, ngẩn người ở tại chỗ. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc tới tận lúc trời sáng, tinh thần phấn chấn rời giường sau khi ăn xong bữa sáng. Hắn rời khỏi cao ốc ngân hàng New York, chọn lựa một căn nhà không người, hướng ngài hội trưởng báo cáo tình hình mê cung ban. Ngài hội trưởng trả lời, được, đồ vật trong bảo tàng giáo đình cũng không phải thứ trước mắt nhu cầu cấp bách. Chờ thằng nhóc kia có thể khống chế lực lượng bán thần của kỵ sĩ lại đi vào, ngược lại càng tốt hơn, cái này ý nghĩa chúng ta sẽ có một minh hữu chuẩn bán thần. Bảo tàng giáo đình có thể coi là đòn sát thủ áp đáy hòm. Trương Nguyên Thanh trả lời, nhưng tôi cảm giác tự do minh ước sẽ không để thông thiên giáo chủ bảo quản mảnh vỡ thánh bản bao lâu. Ngài hội trưởng, cho nên cậu phải nắm chặt thời gian câu dẫn Donna, tự do minh ước còn cần dựa vào cậu đạt thành kế hoạch, tạm thời sẽ không bức bách cậu. Chờ cậu câu dẫn được Donna, lừa cô ta đến tụ hội bí mật của tự do minh ước, chúng ta có thể tổ chức thế lực tận diệt bộ phận cao tầng của tự do minh ước, khi đó thân phận thông thiên giáo chủ liền có thể bỏ qua. Donna nếu thật sự coi trọng cú mang, câu dẫn cô ấy cũng không khó, nhưng làm một chúa tể, sao có thể dễ lừa như vậy? Trương Nguyên Thanh nói, ngài hội trưởng, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nha, tôi là người có vợ, hơn nữa không muốn nói cho mẹ cùng dì trẻ của tôi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2477, ngẫu nhiên gặp một. Tuy hắn không để ý suy nghĩ của Trần Thục, nhưng thiên tôn lão gia là cần thể diện, để lão mẹ biết con trai mỗi ngày ngủ cao tầng công hội nghề nghiệp ái dục, sẽ rất xấu hổ. Ngài hội trưởng, hiểu rồi, đàn ông mặc kệ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm như thế nào, có hai người phụ nữ phải giấu giếm, một là vợ, một là mẹ. Trương Nguyên Thanh yên lặng xóa ghi chép nói chuyện với hội trưởng ngài, chuyển sang lấy ra điện thoại di động dự phòng. Khởi động máy, thấy được tin nhắn Catherine gửi đến, 7 giờ tối nay, Donna sẽ ở nhà hàng Tater dùng bữa. Nhà hàng Tater là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 New York, đặt trước cùng xếp hàng không đủ để thể hiện sự cao cấp của nó. Nó chỉ mở ra đối với hội viên, phí hàng năm hội viên là 20.000 đồng liên bang. Nó ở tầng cao nhất của cao ốc tài chính đảo Manhattan, là một nhà hàng xoay thật lớn, ăn một bữa, có thể thưởng thức cảnh đêm toàn bộ đảo Manhattan. Bởi vậy rất được nhân sĩ cao tầng New York thích, là nơi lựa chọn hàng đầu cho bữa tối hẹn hò, bàn việc làm ăn. Mang đi so sánh, thực vật mỹ vị ngược lại đứng thứ yếu, kẻ có tiền sơn chân hải vị nào chưa từng ăn, thứ cần là đặc quyền cùng cấp bậc. Chiếc xe màu đen đỗ ở dưới cao ốc tài chính, nhân viên tiếp khách ở cửa tự động tiến lên, mở cửa xe cho khách. Trương Nguyên Thanh bước ra khỏi xe, âu phục phẳng phiu, đi theo phía sau là anh gà đỏ tướng mạo bình thường. Dáng người bình thường, thể trạng to lớn, hai người sóng vai tiến vào cao ốc tài chính, anh gà đỏ tựa như vệ sĩ. Nghe nói nhà hàng này ghê lắm nha. Trong thang máy, anh gà đỏ rất hưng phấn nói, nếu dẫn gái tới nơi này ăn một bữa, buổi tối cũng có thể muốn làm gì thì làm. Anh gần đây cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử, hay là ngựa ô truy? Trương Nguyên Thanh thuận miệng hỏi. Dạ chiếu ngọc sư tử là thuần trắng, ô truy thuần đen thấu cốt long. Anh gà đỏ hề hề nói, thẩm mỹ luân hồi. Trương Nguyên Thanh ừng một tiếng, không nói chuyện nữa. Nhìn con số thang máy không ngừng biến hóa, nhanh chóng đi lên, hắn hôm nay là lấy thông thiên giáo chủ ngụy trang thành cú mang tới nơi này ngẫu nhiên gặp Donna. Đã đến nhà hàng dùng bữa, khẳng định cần dẫn theo bạn của cú mang, có rất ít ai sẽ một mình đến loại nhà hàng cao cấp này dùng bữa. Một mình tới đây tỏ ra quá cố ý, cho nên Trương Nguyên Thanh nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn anh gà đỏ. Đầu tiên, anh gà đỏ đủ bình thường, sẽ không đoạt sự nổi bật của cú mang mà thiên hạ quy hỏa cùng Triệu Thành Hoàng bề ngoài đều không kém. Tiếp theo, anh gà đỏ đủ đơn giản, hơn nữa không phải kẻ lắm lời, nói đi với hắn dùng bữa, hắn liền thực cho rằng đi dùng bữa, sẽ không nghĩ quá nhiều. Ở trong mắt công hội thợ săn, cú mang là thông thiên giáo chủ Dịch Dung, anh gà đỏ là trợ thủ của thông thiên giáo chủ Dịch Dung. Làm trưởng mộng sứ cấp 6, Dịch Dung thay đồng bạn rất đơn giản, ở trong mắt Donna, cú mang là cú mang thật, anh gà đỏ cũng là anh gà đỏ thật.
Tinh, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng cao nhất. Trương Nguyên Thanh đi về phía tủ quầy cửa nhà hàng, lấy ra một tấm thẻ chất liệu màu đen, mép bọc hoa văn bạc, nói, đã đặt chỗ. Thẻ hội viên là Catherine cho hắn, vị trí cũng là Catherine bảo cấp dưới đặt. Ở quốc gia tư bản tối thượng này, tổ chức hợp pháp cùng tổ chức tà ác khác nhau, chỉ ở chỗ kẻ trước có thể điều động tài nguyên chính phủ, nhưng tài nguyên phi chính phủ. Tổ chức tà ác cũng không kém hơn tổ chức hợp pháp, không giống tổ chức tà ác của đại khu thứ hai, làm chuyện gì cũng phải thật cẩn thận, lén lút. Nhân viên phục vụ tóc vàng mặc áo vest nữ ngắn màu rượu đỏ tiếp nhận thẻ hội viên, quét ở trên máy một cái. Sau khi xác nhận tin tức, trên mặt nở rộ nụ cười ngọt ngào lễ phép, ngài Smith, mời theo tôi. Hai người theo nhân viên phục vụ tiến vào đại sảnh xoay tròn, vào ngồi bàn số A203 sát cửa sổ bên trái. Anh gà đỏ kích động mở ra thực đơn, nhìn tiếng Anh một lần, quyết đoán ném thực đơn cho Trương Nguyên Thanh, nói, cậu đặt đồ đi, thuận tiện giúp tôi hỏi một chút có cháo sống, gà luộc cùng canh gà hay không. Trương Nguyên Thanh rất sảng khoái nói, cho anh mấy đĩa sashimi đi. Sashimi cũng được, sashimi tươi không? Anh gà đỏ tỏ vẻ có thể. Đáng tiếc nơi này không có sashimi đại tràng, bằng không cho anh 10 phần nguyên vị. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn gọi nhân viên phục vụ, đặt mấy món. Đợi sau khi nhân viên phục vụ lui ra, hắn lấy ra điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Annie, tôi đến nhà hàng Tater rồi, ở bàn số A203, trong nhà hàng, phòng bao riêng số 3. Donna Caroline ngồi ở bên cửa sổ, nhấm nháp cua hoàng đế nữ nhân viên phục vụ gỡ, đôi môi mỏng đỏ mọng kia dính dầu mỡ, sáng bóng đẹp đẽ, làm người ta hận không thể ngậm trong miệng mút vào đòi lấy. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2478, ngẫu nhiên gặp hai. Phòng không lớn, một cái bàn tròn chỉ chứa được 6-7 người, bàn bên cạnh đều là thánh giả thân tín của Donna, đồng thời cũng là người đẹp trong ngàn người mới chọn được một, Annie cũng ở trong đó. Annie là thân tín của Diana, Bộ trưởng Ngoại giao Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần, nhưng sau khi đến New York, nhanh chóng thu hoạch Donna tín nhiệm cùng thưởng thức, trở thành tâm phúc dẫn theo bên người. Donna tao nhã ăn xong một cái chân cua, cầm lấy khăn ấm áp lau môi cùng bàn tay ngọc thon thả, cảm khái nói, lần trước tới nơi này dùng bữa, vẫn là xin đi cùng tôi. Bây giờ thế cục của New York càng thêm ác liệt, chúa tể cũng lo lắng bị ám sát, chứ chấp hành nhiệm vụ, hắn không dễ dàng ra ngoài. Tuy nhà hàng Tater rất náo nhiệt, nhưng cũng chỉ mấy chục người hơn trăm người, nếu có thể săn giết chúa tể, trận doanh tà ác tuyệt đối sẽ không để ý chút giá trị đạo đức này. Chỉ cần không nổi điên giết cả thành phố, nhiều nhất là ẩn núp một thời gian, chậm rãi gom đủ giá trị đạo đức, lại là một hảo hán. Nhưng nghề nghiệp ái dục thì không sầu lo phương diện này, nhất là nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể, có thể nhịn đau giết chết Donna ái dục cấp bậc này, chỉ có bán thần. Chỉ là lấy cấp bậc của bán thần, nếu không phải thù riêng, nào sẽ để ý chúa tể nho nhỏ. Một cô gái tóc vàng che miệng cười nói, hội trưởng là nhớ xin chấp hành quan. Hắn không ra ngoài, nhưng ngài có thể đi phân bộ thiên phạt tìm hắn nha. Donna cười cười, không đáp lại, quay sang nhìn về phía Annie, cười mỉm nói, mấy ngày hôm trước gọi điện với Bộ trưởng Diana, tôi mới biết được đối tượng cô phục vụ ở Hoa Quốc là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các cô gái bên bàn đều ngẩn ra, sau đó dùng một loại ánh mắt đã hâm mộ lại tiếc hận nhìn về phía Annie. Annie vẻ mặt ảm đạm, thấp giọng nói, hội trưởng, hắn đã trở về Linh Cảnh, ngài đừng nhắc về hắn nữa. Cô có một bộ dáng tên ma quỷ đó là người tôi yêu nhất, cô nhắc tới hắn chính là chọc vào nỗi đau của tôi. Donna vốn định hỏi thêm một ít tin tức về Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy bộ dáng này của cô, cũng không tiện truy hỏi nữa, thở dài một tiếng. Từ xưa anh hùng bạc mệnh, đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài có tư chất bán thần, một kẻ trước triển lộ ra thiên tư tương tự là ma quân. Hai tuyệt thế thiên tài đều từng là đối tượng đầu tư của Hiệp hội Mỹ Thần. Cái đó khác với đại lão, loại nhân vật từ cấp thấp nâng đỡ lên này, độ tín nhiệm, độ thân mật đối với tổ chức đều không phải các đại lão chủ động đi dựa vào kia có thể so sánh. Đáng tiếc, ma quân cũng tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thế, đều đã trở về Linh Cảnh. Donna giơ lên chiếc ly cao nhấp một ngụm, chuyển sang hỏi, cú mang gần đây có liên lạc cô không? Tôi nhớ rõ tiệc tối lần trước,
cô rất có cảm giác đối với hắn. Nghe vậy, Annie lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi từng thử liên lạc hắn, nhưng hoặc là không trả lời, hoặc là rất lễ phép, tựa như không có hứng thú đối với tôi, đương nhiên cũng có khả năng là giữ mình trong sạch. Câu này là cố ý nói cho Donna nghe, bởi vì cô rất rõ, Donna thích đàn ông bảo thủ nội liễm, phản cảm công tử đa tình cùng tay ra đời tình trường. Một chàng trai trẻ tuổi lại bảo thủ chính phái, khẳng định có thể chọc trúng chỗ hứng thú của hội trưởng Donna. Tuy hội trưởng Donna có không ít người tình, nhưng cái này không trở ngại cô thích người trẻ tuổi bảo thủ, chưa từng trải quá nhiều. Tựa như các ông chú bụng phệ, vĩnh viễn thích gái trẻ 18 tuổi. Buổi chiều, cô thu được mệnh lệnh của Nguyên Thủy tiên sinh, giúp tôi câu dẫn Donna. Annie lúc ấy trái tim nho nhỏ cũng vỡ nát đầy đất, tuy Nguyên Thủy tiên sinh nói, đó chỉ là gặp dịp thì chơi. Lừa ai chứ, ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của hội trưởng Donna. Nhưng Annie lại không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Nguyên Thủy tiên sinh, đây đã là mệnh lệnh của Tổng bộ. Cũng là cô quyết tâm muốn dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên chỉ có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, dưng dưng đội nón. Đây là ý chỉ việc bị cắm sừng. Quả nhiên, nghe được Annie nói, đôi mắt như sao sáng của Donna lập lòe tỏa sáng, thế mà còn là đứa nhỏ bảo thủ, hắn không phải mộc yêu sao? Tôi nhớ mộc yêu đều có dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Mộc yêu là như vậy. Một cô gái tóc vàng trong đó gật gật đầu, lúc tôi còn là siêu phàm, từng tiếp xúc với hoa công tử của ngũ hành minh. Hắn giày vò tôi từ buổi tối đến trời sáng, mấy ngày đó tôi đi đường đều là vị tường. Một cô gái tóc đen khác cười khanh khách nói, cô có khiến hắn trả cái giá đủ cao hay không? Cô gái tóc vàng lắc đầu, tiếc hận nói, lúc ấy hắn là thánh giả, tôi vẫn là siêu phàm, không thể vượt qua đại cảnh giới khiến hắn trả giá. Chẳng qua hắn cũng tặng tôi rất nhiều món quà. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2479, Donna 1. Andy kiên nhẫn chờ hai vị đồng nghiệp nói xong, mới giải thích với Donna, mộc yêu tính cách đa dạng, dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt là đặc tính của đại bộ phận mộc yêu. Nhưng cũng có nhiệt tình không gò bó, yên tĩnh ít lời, thành thực thẹn thùng, tựa như thực vật khác nhau, có thuộc tính khác nhau. Donna bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, cú mang là vãn bối thiên phú thật tốt, tuy trước đó vô danh, cũng chưa ở trong việc cày phó bản bày ra thiên phú gì, nhưng thực lực của hắn mạnh vượt quá tưởng tượng. Ở phương diện chiến đấu cũng rất có thiên phú, trước mắt tuy không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ma Quân, nhưng tương lai tiền đồ có thể đoán được. Hắn đã vô tình đối với cô, ngày mai tôi sẽ mời hắn đến phân bộ ngồi một chút. Trong lòng Annie không vui hừ một tiếng, ngụ ý của hội trưởng Donna, bản thân cô vô dụng, vậy không trách được tôi. Lúc này, điện thoại di động Annie đặt trên bàn vang một lần, cô như không có việc gì điện thoại di động lên xem tin, sau đó ấn điện thoại di động, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, hội trưởng. Thẳng đến lúc một vị nữ đồng nghiệp tiến vào nhà vệ sinh đi kèm phòng bao riêng, Annie cũng đứng dậy theo, nói, hội trưởng, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến. Bởi vì nhà vệ sinh của phòng bao đã bị người ta chiếm dụng, cô có lý do rời khỏi phòng, xuyên qua hành lang, tới sảnh dùng bữa xoay, tròn. Ánh mắt Annie đảo qua, liền ở bên cửa sổ thật lớn tập trung Nguyên Thủy tiên sinh. Cô không biểu lộ gì tiếp tục đi, tiến vào nhà vệ sinh công cộng của nhà hàng, rửa tay đơn giản, Annie liền quay về phòng. Hội trưởng, ngài đoán tôi vừa rồi đã nhìn thấy ai? Annie cười ám muội. Donna giật mình, là bạn của tôi, bạn là chỉ người tình. Annie lắc lắc đầu, ghé đến bên người Donna, cười mỉm nói, là cú mang. Nói xong, Annie thấy trong mắt hội trưởng Donna phát ra ánh sáng lấp lánh thợ săn mới có. Khóe miệng Donna nhếch lên nụ cười, Annie, mời hắn tới đây ngồi một chút. Đám oanh oanh yến yến bên cạnh bàn đều lộ ra ánh mắt chờ mong lại thèm nhỏ dãi, cú mang hiện nay. Ở toàn bộ quận New York, không, toàn bộ liên bang tự do, cũng là thiếu niên tuấn kiệt danh tiếng hiển hách. Vâng, Annie sớm có chuẩn bị lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ. Chốc lát sau, ở trong sự chờ mong của các mỹ nhân hiệp hội mỹ thần, cửa phòng đẩy ra, Annie dẫn một người trẻ tuổi dung mạo thanh tú, khí chất nho nhã trở về. Chính là cú mang ngày đó ở trên tiệc tối từng có một lần gặp mặt. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua các cô gái bên cạnh bàn,
đặt ở khuôn mặt cô gái diễm lệ nhất, mê người nhất kia, vừa đủ lộ ra si mê tim đập thình thịch trong lòng, nói: "Hội trưởng Donna." Donna cười khẽ lộ lúm đồng tiền, vẫy vẫy tay, ra hiệu cú mang ngồi ở bên cạnh mình. Trương Nguyên Thanh thản nhiên vào ngồi. Nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn mới, Donna tự mình rót cho cú mang một ly rượu vang, cười dịu dàng: "Lần trước ở trên tiệc nhìn thấy cậu đánh bại Julian Metz, tôi đã cực kỳ thưởng thức cậu, nhưng tôi không ngờ cậu có thể tạo dựng ra danh tiếng lớn như vậy. Đại khu thứ hai có thể xuất hiện người trẻ tuổi ưu tú như cậu, thực làm người ta hâm mộ." Cô thanh âm dịu dàng, hơi thở như hoa lan, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều tràn ngập sức quyến rũ. Donna Caroline đêm nay mặc áo thun lộ vai màu trắng, một cái váy dài lụa mỏng màu lam, mái tóc nâu vàng búi lên. Trong sự thoải mái của quần áo hàng ngày lộ ra đoan trang tao nhã Trương Nguyên Thanh khi mới gặp cô, một thân lễ phục dạ hội thuần màu đen, giống như yêu cơ của đêm tối, mị hoặc vô song. Bây giờ thay đổi cách ăn mặc, lại cảm thấy cô là chị dâu trưởng như mẹ, giáo sư quyến rũ, vợ người ta dịu dàng, bạn khuê mật của mẹ. Tóm lại, phù hợp tất cả ảo tưởng của đàn ông đối với nữ giới lớn tuổi. Hắn biết, đây là biểu hiện mị hoặc đạt tới tầng cấp cực cao mới có. Annie từng nói, mị hoặc bình thường là câu động tình dục, khiến đàn ông biến thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mị hoặc cao cấp, an ủi là tâm linh, tình dục chính là dùng mình một cái, cảm tình mới là thứ đáng sợ nhất. Mị hoặc của Donna có thể thoải mái nhào nặn những người đàn ông thiếu tình thương của mẹ, thích vợ hiền, làm đối phương dần dần trầm mê, dần dần yêu, không thể tự rút ra được. Làm một đứa nhỏ thích phụ nữ lớn tuổi, từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, Trương Nguyên Thanh cảm giác áp lực có chút lớn. Hắn chưa lợi dụng năng lực của huyễn thuật sư áp chế cảm tình, chỉ khiến bản thân giữ tỉnh táo, không quá độ trầm mê sức quyến rũ của Donna, sau đó biểu hiện ra co quắp, si mê cùng ngưỡng mộ nhất định. Donna làm tài xế lâu năm, nhìn biểu cảm nho nhỏ của tiểu nam sinh ngây thơ vào trong mắt, càng thêm vui sướng. Cú mang nho nhã cùng ngây thơ chọc trúng cao trào của cô, mà bản thân hắn rõ ràng là nhân vật số 1 số 2 trong thánh giả cảnh, cực hạn tương phản khiến Donna sinh ra sự hưng phấn lâu rồi không có. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2480, Donna 2. Cô ấy đã hưng phấn, sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cùng xúc động khiêu khích đối với mình, nhưng lại có một tia khắc chế. Không muốn lập tức xuống tay, Donna là nghề nghiệp ái dục đi tuyến đường tình yêu, hoàn toàn coi mình là con mồi nha. Cô chẳng lẽ không biết thợ săn thật sự thường thường lấy tư thái con mồi xuất hiện sao? Trương Nguyên Thanh hoàn toàn thấy hết cảm xúc của Donna ở trong mắt. Hắn không cần cố ý khoe khoang tài hoa hoặc cách nói năng, chỉ cần xấu hổ ngồi ở chỗ này đã đủ để dẫn lên tình thú của Donna. Bởi vì Donna coi trọng cú mang, mà không phải cú mang muốn đi theo đuổi Donna. Tựa như thiếu nữ 18 tuổi, cái gì cũng không phải làm, ngượng ngùng cười, đã có thể khiến các ông chú đầy mỡ ngẩng đầu đứng thẳng. Chẳng qua, Trương Nguyên Thanh chưa biểu hiện quá liễu hạ huệ, ánh mắt hắn ngẫu nhiên sẽ bồi hồi ở giữa bộ ngực cao ngất. Vòng eo mảnh khảnh, cái cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo của Donna triển lộ ra dục vọng một tiểu nam sinh ngây thơ nên có. Annie nói, cậu cùng bạn bè dùng bữa ở bên ngoài, muốn gọi vào cùng hay không? Donna cười nói, cô muốn ở trước mặt bạn bè của cú mang cho đối phương đủ thể diện, đây là thủ đoạn thường quy tranh thủ hào cảm. Thôi đi, anh gà đỏ thật không dễ gì kéo lại thẩm mỹ, nhìn thấy các cô, hắn lại thích cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử. Trương Nguyên Thanh cười hàm xúc, là cấp dưới trong đội ngũ, để hắn ăn ở bên ngoài là được rồi. Donna cũng không bắt buộc, mỉm cười gật đầu, nói sang chuyện khác, bắt đầu tán gẫu một ít chuyện nhà chuyện phiếm, hỏi một ít tình huống về đại khu thứ hai. Trong quá trình này, các thánh giả bên cạnh bàn thỉnh thoảng xen mồm vài câu, đều biểu hiện ra hứng thú rất mạnh đối với cú mang. Ở Hiệp hội Mỹ Thần, chỉ cần không phải tình cảm thâm hậu độc chiếm, đàn ông là có thể dùng chung. Các cô có thể nhìn ra tâm lý săn diễm của hội trưởng Donna. Nếu hội trưởng không tính phát triển quan hệ thời gian dài, vậy các cô liền có thể nhúng chàm người trẻ tuổi nho nhã thanh tú này. Loại nhân vật thiên tài chiến lược đỉnh cao này cũng không gặp nhiều, có thể ngủ thì ngủ, dù sao không thiệt. Rượu qua 3 tuần, Donna đã có thể thuận theo tự nhiên lau cho Trương Nguyên Thanh vết dầu mỡ khóe miệng, gắp mấy miếng mỹ vị,
trong lời lẽ cũng không khách sáo nữa, biến thành kề tai nói nhỏ như thỏ thẻ. Ái dục cấp chúa tể lại vừa lúc phù hợp thẩm mỹ của mình, có chút khó đỡ nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Chẳng qua hắn tốt xấu gì cũng là nam dâm từng trải qua Catherine dụ hoặc, cũng từng ở trên người mỹ nhân tóc xám rong ruổi đến bình minh, miễn cưỡng duy trì thể diện. Hội trưởng Donna, hiện nay quận New York thế cục dung chuyển, mấy người không sợ bị trận doanh tà ác nhằm vào sao? Trương Nguyên Thành hỏi. Không đợi Donna trả lời, một người đẹp tóc nâu lộ ra một nụ cười, đừng nói quận New York, phóng mắt toàn bộ liên bang tự do. Có thể chống cự sức quyến rũ của hội trưởng Donna sẽ không nhiều, chúng tôi có cái gì phải sợ. Trận doanh tà ác quả thật không nỡ giết các người, nhưng có thể kéo các người về trong hang sói nha, thao túng các người sắc dụ cao tầng trận doanh hợp pháp. Thao tác xấu hổ còn nhiều mà. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được các cô không có cảm xúc sợ hãi, âm thầm nhíu mày. Là tư duy theo quán tính, kinh nghiệm chủ nghĩa ảnh hưởng bọn họ hay là Hiệp hội Mỹ Thần đang câu cá vậy? Chẳng qua Trương Nguyên Thanh không lo lắng, cho dù Hiệp hội Mỹ Thần câu cá, cũng sẽ chỉ câu được cú mang thật sự, không có vấn đề lớn. Bữa tối ăn đến 9 giờ mới kết thúc, Donna uyển chuyển đứng dậy, dịu dàng nói, tôi đêm nay còn cần hướng tổng bộ báo cáo tình huống quận New York, dừng ở đây đi. Cú mang, hôm khác đến phân bộ ngồi một chút. Cô một bộ dáng đêm nay dừng ở đây, cũng chưa nói hôm khác là cụ thể hôm nào. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng đứng dậy, hội trưởng Donna, chú ý an toàn. Hai bên kết bạn rời khỏi nhà hàng, anh gà đỏ đã nhận được tin nhắn, sớm trở về rồi. Làm công cụ hình người, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Bên dưới cao ốc tài chính, Trương Nguyên Thanh phất tay từ biệt Donna, ngồi lên xe rời khỏi. Donna dẫn theo cấp dưới chui vào thêm trong xe MPV phiên bản dài. Annie nhìn con đường ánh đèn lấp lánh, đã nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy nghi hoặc, hội trưởng, ngài đêm nay không cần hướng tổng bộ báo cáo công tác, vì sao không trực tiếp bắt hắn? Donna cười hàm xúc, bởi vì tôi rất hài lòng đối với hắn. Mặt khác, làm thợ săn phải có đầy đủ sự kiên nhẫn, lúc này giữ khoảng cách, ngược lại có thể khiến hắn vì tôi ngủ không ngon giấc. Không cần tới 2 ngày, hắn sẽ chủ động liên hệ tôi. Cô gái từng đi Hoa Quốc công tác, từng lên giường với Hoa công tử cười nói, cái này gọi là nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, cú mang đã hoàn toàn mê mẩn hội trưởng của chúng ta rồi. Đúng vậy, ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của hội trưởng chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 248 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.